Vinh đang là một cái tên gây sốt trong cộng đồng mạng. Trong mấy ngày qua, anh chàng này đã thu hút gần 90.000 lượt theo dõi trên trang Facebook chỉ sau 3 ngày. Nổi tiếng từ việc livestream, các video của Hoa Vinh đã thu hút rất nhiều lượt theo dõi. Các video đạt đến hàng triệu view chỉ trong một thời gian ngắn. Có thời điểm, số lượng người xem clip livestream của Hoa Vinh lên tới 50.000. Đó là một con số khổng lồ mà ngay cả người nổi tiếng cũng rất khó để đạt được. Được biết Hoa Vinh tên thật là Lê Tiến anh đã bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội vì thường xuyên livestream và cover các ca khúc nổi tiếng. Anh chàng sinh năm 1990 này sở hữu một giọng hát truyền cảm, ấm áp và có sức cuốn hút riêng. Cách xưng hô trò chuyện của Hoa Vinh cũng rất thân thiện, khiến cư dân mạng càng thêm quý mến anh chàng này. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em từng nghe mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hey, hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa thật xa. Xem các clip livestream của Hoa Vinh, nhiều người bày tỏ sự mến mộ giọng ca của chàng trai và gọi anh là hiện tượng livestream. Những phút đầu trò chuyện cho thấy 9X đón nhận sự nổi tiếng bất ngờ bằng thái độ điềm tĩnh. Tôi thấy may mắn xen lẫn chút tự hào vì chỉ có người hát xong, hát tình ca không tên tuổi mà nhận được sự quan tâm lớn như vậy. Hoa Vinh chia sẻ từ cuối năm 2016, khi hát trên một ứng dụng livestream, nhiều người đã biết tới anh. Họ thường khen Vinh cover hay hơn cả bản gốc, dù chỉ hát live, không qua phòng thu. Sau một thời gian gắn bó, tôi cảm thấy ứng dụng này không đủ để bản thân vùng vẫy và chưa mang lại giá trị tương xứng với công sức mình bỏ ra. Thêm nữa là năm nay tôi đã thấy mình có đủ kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh nên quyết định sang Facebook dạo chơi. Không ngờ là chỉ sau 2 ngày, tôi nhận được sự chú ý lớn. Giá các xe cũng ngang bằng với một số đàn anh đàn chị đi trước. 9X cũng tiết lộ, những ngày gần đây ra đường được mọi người nhận ra yêu quý, cảm giác khá lạ và vui. Việc có trở thành hiện tượng năm 2018 như nhiều tin đồn đoán hay không, Hoa Vinh nghĩ tùy thuộc mọi người. Vinh chỉ cố phát huy chất riêng của mình trên con đường đã lựa chọn, còn sau đó có hot được hay không thì là do tình cảm của mọi người. Cái chất anh nói tới ở đây là để sâu và mang kính đen khi livestream. Tôi thấy mình để sâu khá hợp. Qua tham khảo mọi người cũng nói rất ổn. Kính đen là phụ kiện, để thêm phần chất thôi. Không đeo khuôn mặt tôi vẫn thế mà. Từ bé gu của tôi đã thích những thứ khác người. Với tôi, con trai cần ngầu hơn là đẹp. Về nickname Hoa Vinh hiện tượng livestream cho biết, đây là một cái tên của một nhân vật trong số 108 anh hùng lương sơn bạc. Người này là mẫu hình khá đẹp trong mắt mọi người, trượng nghĩa lãng tử cao cả. Tuy nhiên anh không lấy đó làm hình mẫu để theo đuổi. Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em. Tình yêu trong mơ của anh thầm máu một lần. Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắp say mộng mơ. Hoa Vinh nói bản thân nổi tiếng nhờ giọng hát, livestream chứ không phải tạo scandal và không chạy quảng cáo. Xuất phát điểm này giúp cho 9X tự tin mình sẽ không nhanh nổi chóng chìm như một số nhân vật được cho là hiện tượng mạng khác. Tôi không phải là anh Kenny Sang, bà Tưng hay Mẹ Rơi. Tôi không dùng chiêu trò để được nổi tiếng mà phát triển nhờ giọng hát của mình. Cách nổi tiếng của tôi khá giống với anh Tài Smile. Sản phẩm của anh ấy mang tính chất hài hước lạ, mang tiếng cười đến với mọi người và được mọi người hay gọi là thánh này thánh kia. Giọng hát của anh Tài ở mức trung bình, chưa có ai đánh giá giọng hát hay chuyên môn của anh ấy. Hơn một lần Hoa Vinh khẳng định khán giả đưa mình lên thì cũng có thể cho mình xuống được, nên dùng chiêu trò là cách duy trì tên tuổi sẽ kém bền. Chia sẻ vào một tuần bỗng nổi lên như cồn trên mạng xã hội, Hoa Vinh tiết lộ, ngoài niềm vui ra đường được mọi người nhận ra, anh phải đổi tài khoản cá nhân nhiều lần. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi liên tục mất 3 tài khoản Facebook, cứ livestream tới hôm trước. Mỗi lần từ khoảng 17.000 đến 2.000 lượt theo dõi, thì sáng hôm sau mất nick, tài khoản thứ tư tôi để tên chính chủ, vì có hơn 200.000 follow sau 5 ngày. Bên cạnh đó, việc nổi tiếng quá nhanh không chỉ giúp cho Hoa Vinh có nhiều fan, mà những rắc rối nghi ngờ đến từ các anti-fan cũng không ít. Ví như nhận xét 9X mỗi lần livestream chỉ hát nhép hoặc giọng hay thế là nhờ mix xịn, phần mềm thu âm. Bây giờ lại xa lạ, con đường tình giờ anh một mình đánh lặng thinh.
nhìn em bước về ta cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã chót trao, tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhân ai. 2K rồi kìa. Hoa Vinh lần đầu tiên lên tiếng trước những nghi ngờ kể trên. Tôi khẳng định mình không hát nhép. Nơi tôi live stream là phòng riêng trên tầng 3 tại nhà, không phải là studio. Tôi không sử dụng các âm thanh, một mic, máy tính, phần mềm chỉ giúp lọc tạp âm và trong hơn thôi. Còn mic có xịn đến đâu mà không có giọng hát hay thì không ra sao cả. Chỉ ít nhận, mỗi lần live stream trước đây hay bây giờ đều rất chiều lòng khán giả. Ai muốn nghe bài gì, anh có thể hát tặng ngay. Bởi vậy, Hoa Vinh nghĩ mọi người có thể đánh giá được việc mình hát live hay hát nhép. Điều khiến cho Hoa Vinh không vừa lòng là một số trang tin diễn đàn chia sẻ thông tin sai về mình. Cụ thể trong clip livestream gần đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng có gửi lời chào đến Hoa Vinh và chúc cho chàng trai may mắn và thành công trên con đường đang đi. Nhưng khi xuất hiện trên một số kênh lại trở thành Tuấn Hưng khen ngợi Hoa Vinh. Thông tin anh Tuấn Hưng khen tôi là sai. Tôi không liên quan và thấy ái ngại nếu như anh Hưng hiểu nhầm mình đang bắt quàng làm họ. Chúng tôi chỉ chào nhau, rồi tôi xin phép anh cho tôi kết bạn. Hoa Vinh đính chính. Bài này bài ngắm hát lại rơi anh em. Anh em nhồng hết follow giúp cho Vinh. Bấm hết follow vào, bấm hết số cộng như này vào. Ok, và Trích ơi, cảm ơn ông. Nói chung là anh em thấy hay là được. Thôi, quan trọng, tôi gái hết mình rồi. Lên giọng. Ok, cảm ơn bạn. Chia sẻ về nguyên nhân khiến cho cuộc sống thay đổi 180 độ những ngày qua, Hoa Vinh nói đầy cảm kích, may trời cho mình giọng hát. Nhiều người nhận xét giọng của Hoa Vinh khá giống với Duy Mạnh, Lê Bảo Bình, Tuấn Hưng. Nhưng 9X bảo mình chỉ đơn giản, có như thế nào hát như vậy. Anh chưa từng học thanh nhạc, khả năng chơi piano cũng tự mày mò. Mối liên quan duy nhất tới âm nhạc bài bản là năm 2000, 9X đã thi đấu sơ cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên ngành saxophone. Tuy nhiên sau đó ham chơi, anh quyết định bỏ ngang. Trước khi coi ca hát là sự nghiệp, Hoa Vinh tâm sự vì gia cảnh khó khăn, anh lại tự lập từ nhỏ và từng làm đủ nghề như bưng bê quán ăn, quán cà phê, làm ở bar, bán quần áo v.v. để kiếm sống. Cuộc sống bớt khó khăn hơn khi cuối năm 2016, Hoa Vinh biết tới ứng dụng ca hát trên mạng. Có cơ hội gặp gỡ nhiều người và được gọi là idol, nhưng Hoa Vinh vẫn bảo với fan đừng gọi tôi là idol, nếu yêu mến thì gọi là Vinh là vui rồi. Chưa bao giờ tôi nhận mình là idol hay giới thiệu mình là ca sĩ. Trong tương lai gần, Hoa Vinh tâm sự anh muốn thoát khỏi mark cover để phát hành sản phẩm riêng và hy vọng có hit. Vốn tính thoải mái, không thích gò bó, Hoa Vinh vẫn định chọn hoạt động cá nhân với ekip giúp thực hiện các clip livestream là người nhà. Tuy nhiên để phát triển chuyên nghiệp hơn, 9X cho biết cần có người dẫn đường chỉ lối, truyền kinh nghiệm trong nghề. Hoa Vinh nói, hiện tại tôi chưa có bạn gái, ai cũng cần có nửa kia ở bên cạnh. Nhưng nghề ca hát mà, cơ hội có thể đến một lần và tôi sẽ nắm lấy. Với tôi, sự nghiệp trước, tình cảm sau, tôi luôn nhìn về quá khứ khó khăn của mình để có thêm động lực